con ó nha, bình tiểu nha anh chị và các bạn, phải chuyển đổi chức năng đó là đầu Remi Son La Si. Đây là cái đàn Kitty hát nhạc tiếng Việt nha anh chị và các bạn. Thì anh chị mua về tháo bọc ra gắn ba dương pin vào ngoài sau á, anh chị bấm một phím thì nó sẽ hát một bài nhạc tiếng Việt. Cứ bấm một phím là sẽ hát một bài nhạc ha. Và sản phẩm này nó cũng có cái chức năng chuyển đổi nha anh chị và các bạn. Khi anh chị bấm hết tất cả các phím nó muốn chuyển đổi á, thì anh chị bấm cái phím nút vàng á. Đây, anh đang bấm nè. Thì đây bấm vô là sẽ chuyển đổi chức năng, là sẽ đờn được tiếng đồ Remi Son La Si ha, đô 7 nút nhạc. Và anh chị bấm thêm một cái nữa, anh chị bấm thì sản phẩm nó sẽ tự đờn luôn. Và sau đó anh chị cứ bấm là cái sản phẩm nó sẽ hát. Nó có 3 chức năng á. Dùng 3 viên pin ha anh chị các bạn ha, pin con ó. Rồi mẫu tiếp theo muốn review cho anh chị các bạn xem, đó là cái mẫu cái đàn ọc gan ha. Này nó cũng hát nhạc tiếng Việt luôn nha anh chị và các bạn. Thì anh chị bấm một số là nó cũng sẽ hát một bài nhạc tiếng Việt. Nó hát được 7 bài ấy, anh chị các bạn, 7-8 bài gì đó. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin luôn. Hết pin thì chúng ta thay pin. Pin này dùng là pin con ó nha, pin tiểu nha anh chị và các bạn, chứ không phải pin tia nha. Cứ bấm một phím là nó sẽ hát một bài. Sau khi anh chị bấm xong, anh chị muốn chuyển đổi chức năng thì anh chị bấm vào con Kitty ha. Rồi sau đó nó sẽ đàn được 7 nút nhạc rồi, Remi Son La Si Do. Rồi tiếp theo đó là cái đàn Pikachu anh chị và các bạn. Thì đàn này chức năng chơi nó cũng giống như cái đàn Kitty lúc đầu em giới thiệu thôi. Nó cũng dùng 3 viên pin á, mẫu mã cũng dễ thương. Anh chị cứ bấm một phím thì nó cũng sẽ hát một bài nhạc tiếng Việt luôn. Và trên cái đàn nó có 7 phím, từ số 1 đến số 7 ha. Thì nó cũng sẽ bấm một phím nó hát một bài. Khi anh chị không thích thì anh chị bấm cái con cái hình Kitty trái tim á, thì nó sẽ chuyển đổi thành bài chức năng khác, đó là kêu được 7 nút nhạc đồ Remi Son La Si. Và phía sau của cái đàn này nó sẽ lắp được 3 viên pin nè, anh chị xem ha. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Trên cái đàn nó cũng có một sợi dây đeo vai, rất là thuận tiện cho em chúng ta đeo ha. Rồi sản phẩm tiếp theo đó là cái đàn guitar Doraemon. Thì chức năng chơi nó cũng vậy thôi. Tại vì em review cho anh chị và các bạn xem chi tiết hình ảnh cụ thể để anh chị có thể dễ cập nhật thôi. Mẫu mã nào đẹp thì mình lấy về bán, còn mẫu mã nào mà thấy dễ thương thì mua dùng em ta chơi. Thì nó có 7 phím từ số 1 đến số 7, thì chúng ta bấm một phím thì nó sẽ hát một bài. Sau đó chúng ta bấm cái Kitty hình trái tim thì nó sẽ chuyển đổi chức năng, đó là đầu Remi Son La Si. Và chúng ta bấm một cái nữa thì nó sẽ tự đàn luôn, đàn một bài nhạc và bằng tiếng, phải là bằng tiếng Việt nha. Nó cũng có sợi dây đeo á. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Lắp 3 viên pin ó vào ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem video ha.